Và gần đây nhất thì đâu có ai nghĩ rằng thế giới này bị một cái con siêu vi nhỏ bé tên là Corona nó hành hạ thế giới này đâu. Thì đây là phải là dở khóc lên dở cười không? Thì rõ ràng. Rồi ngày xưa làm gì có động đất? Ngày xưa làm gì có sóng thần? Ngày xưa làm gì mà có bão tố nhiều như ngày giờ này? Còn ngày giờ này động đất, bão tố, sóng thần thì nó xảy ra liên miên. Con người ta thì bệnh hoạn liên miên. Rồi thời tiết thì thay đổi liên miên. Thì chúng ta sẽ bàn những câu giảng tới, mình sẽ bàn rõ hơn vấn đề này. Giữa chừng đần nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bóng thầy lại xa. Tình say trong Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo. Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức. Kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể đồng đạo kính mến. Trong buổi chia sẻ Phật pháp đêm nay, chúng tôi cùng quý vị chúng ta sẽ tiếp tục thêm cái phần chú giải tiếp theo của quyển Giác Mê Tâm Kệ. Thì chúng tôi cũng đã chú giải nhiều cái video. Thì những video trước đây thì có video đầu thì 4 câu. Phần thứ hai thì có trình bày liên tục là 12 câu. Thì đến phần thứ ba, tức là số 3 đó, thì chúng ta tìm hiểu 8 câu. Đến phần số 4 thì chúng ta cũng tìm hiểu 8 câu. Thì hôm nay là đến cái video thứ 5. Chúng tôi cùng quý vị chúng ta cũng sẽ chia sẻ qua 8 câu giảng. Từ câu số 33 đến câu số 40. Thì trong các video trước thì nếu có cái gì sơ sót cũng ngưỡng mong quý vị cao minh, cao độ tổ thầy, quý đồng đạo chúng ta hoan hỷ bỏ qua và đóng góp thêm cho chúng tôi được hoàn chỉnh thêm. Bởi vì cái con đường đi nó còn rất là dài, đây chỉ là khởi đầu thôi. Hơn thế nữa thì nhân vô thập toàn, khó có thể tránh được những cái điều sơ sót. Thì cũng như câu nói cũ, ngưỡng mong quý đồng đạo cũng niệm tình lượng thứ. Thật chắc ra thì chánh văn đức thầy thì chúng tôi học cũng nhiều lắm, thì cũng có khi học hết quyển giảng đó, nhưng mà do cái thời gian rồi do cái trí phàm cho nên thì cũng có phần lẫn lộn sai từ. Thì cũng mong quý vị đừng có chấp nhất mà bỏ qua dùm cho em cháu, để nhằm xây dựng một cái nền tảng căn bản trong cái quá trình phổ pháp thuyết giảng giáo lý đức thầy, cũng như trong cái phần chú giải chấm thi của đức thầy. Thì kính thưa quý vị, trong cái phần chia sẻ hôm nay, tôi và quý vị chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nghĩa qua 8 câu giảng từ câu số 33 đến câu số 40 mà đức thầy đã dạy: tạo làm chi những trung quý hiếu, ấy làm người bổn phận phải trao, khuyên dương trần đừng nệ cần lao, phải ráng sửa ráng trao nền đạo, tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười vì buồn bực thấy đời biến chuyển. Như vậy thì qua câu số 33 và 34 thầy dạy là tạo làm chi những trung quý hiếu, ấy là người bổn phận phải trao. Vậy thì qua câu giảng này luôn cả hai câu, bởi vì đoạn này thì chúng ta phải trình bày luôn hai câu gắn chặt với nhau.
Cho nên câu giảng thầy dạy là tạo làm chi, những chung lý với hiếu. Thì nếu như đồng đạo mình suy nghĩ không có cặn kẽ thì nhiều khi chúng ta thấy lời câu giảng thầy giữa ở đoạn này và trong quyển nhì thì thầy dạy một đoạn khác hơn, đó là trung với hiếu, ta nên trao trĩa, hiền với lương, bổn đạo rèn lòng. Thì trong quyển nhì thầy dạy là trung với hiếu, ta nên trao trĩa, còn ở đây thì tạo làm chi, những trung với hiếu. Thì nếu như mình không hiểu về cái chân lý, không đi sâu vào ngữ từ thì chúng ta lại chấp kẹt, và nhiều khi rồi chúng ta lại nói rằng lời Đức Thầy bị mâu thuẫn. Bởi vì có những chỗ thì thầy dạy là đường đạo lý cho nên chán nản, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Rồi có những chỗ thì thầy dạy chúng ta phải là tìm Phật ở bên cõi Tây Phương thì nó không hết. Cho nên thì đấy là những cái sự xử lý viên dung, mình phải có những cái hiểu thông suốt thì chúng ta mới không có kẹt ở những cái câu từ này. Như vậy thì trở lại qua là Đức Thầy dạy ở đây là tạo làm chi. Thì khi mà chúng ta hiểu cái từ tạo làm chi thì đây là những cái sự kiện mà mình nói nôm na là ngụy tạo, tức là muốn tạo dựng lên, giống như muốn có một cái lao bóng cái bản hiệu. Tôi nói ví dụ bây giờ tôi muốn tạo cho tôi là một cái người con hiếu thảo, tôi chỉ tạo thôi, tức là tạo một cái danh thôi, có nghĩa là đi đâu cũng vậy, tôi cũng phe phang, cũng nói với đồng đạo mình, nói với những người thân của mình là mình kể là mình hiếu thảo với cha mẹ thế này, hiếu thảo cái khác, rồi trung thành vấn đề này, trung thành vấn đề kia. Thì những cái đó, đó gọi là tạo. Mà nếu nói cho đủ là ngụy tạo. Giống như đoạn khác đó thầy dạy đó, là khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi, bớt bỏ rình rang một khi, nếu cha mẹ chết làm y lờ này đó. Thì như vậy thì ở đây tạo làm chi chung với hiếu. Thì nếu chúng ta hiểu về cái sự đó thì ở xã hội loài người thì gần như đó, con người ta thì thường lo cho cái phần phụ mà quên đi cái phần chính. Quan trọng là cái cuộc sống đó, cái điều quan trọng cuộc sống của mỗi con người đó, thì đa phần họ chỉ chạy theo cái bề nổi. Bây giờ mình ví dụ bây giờ cái hiếu đi, thì đáng lẽ ra cái sự hiếu hạnh của người con đối với cha mẹ thì phải lo chu toàn từ khi mà chúng ta lớn khôn, nghe lời cha mẹ và lo cha mẹ đầy đủ đến cái ngày cuối cùng. Thì đằng này thì không làm theo một cái quy trình đó. Lúc cha mẹ dạy dỗ thì không nghe lời, lúc cha mẹ già đau ốm bệnh hoạn thì không lo, nhưng mà khi mà đến mà cha mẹ 100 tuổi rồi đó thì làm ma chay cho lớn, cho rộng, mời cho đông, để cho thiên hạ biết rằng mình là một đứa con chí hiếu. Thì đó rõ ràng đó là gọi là tạo đó, tạo đó. Rồi với cái chữ trung cũng vậy. Cái chữ trung chúng ta nói về đất nước đi, thì đáng lẽ ra một cái người mà trọn trung đất nước thì hàng ngày mình phải từ những cái hành động nhỏ đến những cái cử chỉ, lời nói, thì nhất nhất chúng ta không thể nào làm hại đất nước, gây tổn thương đất nước. Như vậy thì mới thật sự là mình cái người đền cái chữ trung đất nước. Còn đằng này thì mình chỉ tạo cái giả thôi. Ở có đông người, có mọi người thì mình nói mình là cái người kiến thiết quốc gia, cái người lo cho dân, lo cho nước. Nhưng mà phía sau lưng đó, ở trong cái thầm kín đó thì chúng ta lại có những cái mánh khóe, thủ lợi, lợi dụng, gạt lường để lo cho mình. Đúng với câu là ai khốn cùng để mặt đất trời xây, dân khổ thì kể dân, đất nước nghèo kể đất nước nghèo, miễn mà tôi được tiền bạc đầy gương đầy tủ được rồi. Thì rõ ràng cái này gọi là tạo, tự mình ngụy tạo. Cho nên cái câu đó thầy dạy tạo làm chi, tức là đây là những cái mà chúng ta ngụy tạo. Tạo làm chi những trung với hiếu. Như vậy thì trung hiếu ở đây thì có thể chúng ta hiểu ngay đây là hai cái lĩnh vực lớn của mỗi con người. Bởi vì trung hiếu còn gọi là một cái khái niệm trong cái nền tảng căn bản nhân đạo của mỗi con người. Bởi vì sanh ra trong cõi đời này mà con người mà bất trung bất hiếu thì con người này không ai dùng đồng đạo ạ. Người đời cũng không dùng, mà Phật thần cũng không dùng. Cho nên trung hiếu là một yếu tố quan trọng mà mỗi con người chúng ta cần phải thực hiện, không riêng về tín ngưỡng tâm linh mà trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Và hơn thế nữa thì nếu như sau này
mỗi con người chúng ta được trung hiếu thì chúng ta sẽ được ơn trên quá độ và mình sẽ có mặt trong Long Hoa Đại Hội. Bởi vì Đức Thầy dạy rất rõ là cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh cho người trung hiếu. Nếu cái người nào mà trở lại với trung với hiếu thì cái người này mới thật sự có mặt trong hội Long Hoa. Còn nếu như cái người nào mà ngụy tạo trung hiếu, không thật sự trung hiếu, chỉ có cái giả danh là trung hiếu, chỉ có một cái biển quảng cáo bên ngoài là trung hiếu, thì người này không được kết quả. Cho nên Đức Thầy mới dạy ở nhiều chỗ, thì chúng tôi thấy rất rõ về từ trung hiếu. Thí dụ như ghi biên những kẻ quá lương hiền, một mực trung thành với Phật Tiên, hay hoặc là ham vui đào mặn chẳng xong rồi chứ, trung hiếu giữ gìn phận con, phận tôi con, mà thấy rất rõ, thì nó không hết. Như vậy thì trung hiếu ở đây, chúng ta mở ngoặc trình bày một số khái niệm về từ ngữ. Cái chữ trung, nếu chúng ta hiểu về cái thực tế, thì trung ở đây tức là trung thành đất nước và luôn cả trung thành với Tam Bảo. Cái chữ trung nó gồm cả là hai cái ân đồng đạo, tức ân đất nước gọi là trung. Rồi ngoài cái gì chúng ta trung với đất nước ra thì mình còn phải trung thành với thầy tổ, phải thực hiện chữ trung. Cho nên thì đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương thì đó là trung đó. Và đồng thời trong cái ân đồng Tam Bảo này nó luôn cả cái chữ hiếu trong này nữa. Tức là ngoài cái vấn đề chúng ta trung thành ra, mình còn phải gọi là hiếu đễ đó, thì chúng ta cần phải lo lắng, chăm sóc cho những cái bậc thầy, những cái bậc Phật, vân vân, thì nó không hết. Còn nếu mà chúng ta hiểu chữ trung này mà theo cái góc độ của tứ thơ Khổng Tử đó, tức là theo góc độ của Trung Dung đó. Bởi Khổng Tử thì Đạo Thánh thì để lại Đại Học, rồi Trung Dung, Luận Ngữ Mạnh Tử thì ở trong Trung Dung cũng có nói về cái chữ trung. Cho nên ở trong cái phần Trung Dung đó thì có nói đến cái chữ trung, tức là trung giả giả, thiên hạ chi đại bản giả, hòa giả giả chi đạt đạo giả, trí trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên. Có nghĩa rằng nếu chúng ta hiểu theo cái đoạn văn này thì trung là cái gốc lớn của đạo, hòa là một cái phương tiện để đạt đạo. Nếu như một con người dung hòa lại, lấy cái trí để chúng ta thực hiện toàn vẹn cái chữ trung và cái chữ hòa này cũng có nghĩa là chữ hòa hảo mình đó đồng đạo. Và khi mà chúng ta có được cái trung chữ hòa rồi thì thiên địa vị yên, trời đất đều yên, vạn vật dục yên, tất cả vạn loài đều đến cái chỗ yên lặng, đến cái chỗ an cư, đến cái chỗ hoàn toàn. Thì thời cuộc này thì phải nói rõ là đúng cái thời cuộc, phải nói rõ là lập đề trở lại. Thì đó chúng ta hiểu cái nghĩa rộng về cái chữ trung. Như vậy thì đó là tu bàn về chữ trung. Nó gọn là trung là chúng ta hết lòng, gọi là trung. Còn hiếu thì trong đó gồm có hai ân, ân tổ tiên cha mẹ. Thì chữ hiếu đồng đạo hiểu rõ rồi, ở đây mình chỉ bàn từ ngữ thôi, để mở rộng thêm thôi, chứ chúng tôi không có đi vào chi tiết. Và đồng thời ân đồng bào nhân loại thì chúng ta cũng phải thực hiện cái chữ ý hiếu nữa. Bởi chữ hiếu là thương yêu, chữ hiếu là chúng ta giúp đỡ, lo lắng, thương yêu. Vì vậy cho nên chúng ta không lạ gì khi nói cái câu là trung với nước mà hiếu với dân đó. Cho nên thì ơn đồng bào nhân loại thì nó rơi vào chữ hiếu. Cho nên trung hiếu ở đây thì có thể chúng ta hiểu ngay, đây nó gồm cả tứ đại trọng ân. Vì vậy nên thầy mới dạy tức là trung với hiếu ta nên trao trĩa, hiền với lương bổ lão nạn lòng. Hay hoạt đoạn này thầy nhắc nhở rất rõ, tạo làm chi những trung với hiếu, ấy làm người bổn phận phải trao. Như vậy thì đây là những cái điều mà cái bổn phận con người sống trong cõi đời này phải trao dồi, phải làm sao thực hiện cho trọn vẹn chữ trung chữ hiếu. Cho nên hai câu giảng này, ý Đức Thầy muốn nói rằng trung hiếu là cái đạo nhân, là một con đường đi trúng thì sống đó. Cho nên đây là trách nhiệm chung của mỗi con người, chúng ta cần phải lo trao sửa, đúng với câu là Đức Thầy dạy trung với hiếu ta nên trao trĩa như chúng tôi vừa nói. Như vậy thì đây là cái bổn phận trách nhiệm rồi, mình phải trở về bên trong thật sự là trung, thật sự là hiếu. Chứ chúng ta đừng có ngụy tạo bên ngoài, mình làm màu hiếu nhi, mình giả dạng trung hiếu, mình chỉ tạo cái khuôn mẫu bên ngoài, tạo cái biển quảng cáo bên ngoài, mình là người trung hiếu, chứ thật sự ra chúng ta không phải là người trung hiếu. Thì đây là Đức Thầy muốn nói như vậy, để Đức Thầy đánh thức trong xã hội hiện tại, trong khi Đức Thầy viết Giác Mê Tâm Kệ. Và Đức Thầy muốn đánh thức xã hội hiện tại loài người cũng có rất là nhiều người, họ chỉ giả trung, họ chỉ giả hiếu, như tôi nói, họ làm bộ họ nói trung nói hiếu, nhưng mà thật chất ra thì lòng của họ, thâm tâm của họ
việc làm của họ, sự sống của họ, thì xin thưa rằng nó không phải là cái người trung hiếu. Thì đó là cái ý mà Đức Thầy dạy, chứ không có cái gì là mâu thuẫn cả. Cho nên Thầy mới dạy là tạo làm chi những trong những trung với hiếu ấy là người bổn phận phải trao. Và Đức Thầy mới dạy là khuyên Dương Trần đừng nể cần lao, cũng ráng sửa, ráng trao nền đạo. Như vậy thì qua cái câu thứ 3, thứ 4 trong 8 câu giảng này, thì Đức Thầy muốn dạy chúng ta giờ này, giờ này mình đừng có phiên Dương Trần đừng nể cần lao, là chúng ta đừng có nể khổ, nể cực. Chứ cần là cần cù, chứ lao là lao khổ, lao nhọc đó. Cho nên hôm nay trong cuộc sống con người mình, thì chúng ta đừng có, nói chung nôm na là chúng ta đừng có lười lao động, mà cái quan trọng là chúng ta phải cần cù, đừng có sợ cực, sợ khổ. Bởi vì hôm nay chúng ta muốn thành một con người thánh thiện, muốn làm việc gì đó, mà đồng đạo cứ sợ cực, sợ khổ, không cần lao nhẫn nại, thì không được rồi. Mà Thầy dạy rất rõ là cần lao nhẫn nại, lạc lõng tổ truyền. Tôi nói nôm na một người làm ruộng thôi, mà nếu như chúng ta nại, sợ cái sự cực khổ, cái sự phải nói rõ là lao nhọc, thì chúng ta không bao giờ đạt kết quả tốt. Cho nên ở đây muốn nói về vật chất thì rất là cần cái sự cần lao nhẫn nại, và đối với cái sự về tinh thần cũng vậy. Phiên Dương Trần đừng nể cần lao, ý Đức Thầy muốn nhắc nhở tất cả chúng ta. Hôm nay mình là người biết đạo rồi, thì mình cần phải cần cù. Hồi đó mình chưa biết đạo, mình làm có 1, 2 à. Mà giờ này mình biết đạo, mình phải làm tới 9, 10. Bởi hồi đó chưa biết đạo thì mình không biết làm từ thiện, đúng không? Cho nên hôm nay thì mình phải nói rõ là khi biết đạo rồi, thì chúng ta phải làm cho nhiều để dư ăn, dư mặc. Ngoài cái việc lo tròn cha mẹ như thế, thì mình cần phải lo dư ăn, dư mặc để chúng ta làm từ thiện giúp đời đồng đạo. Và hơn thế nữa, mình phải có một cái sự hy sinh, phải chịu cái sự lao khổ. Cho nên cái gương lao khổ mình thấy rõ, Đức Phật ngày xưa cũng là những cái người hết sức là cần lao đó. Đó, cho nên có cần lao mới là cũng ráng sửa, ráng trao nền đạo được. Còn nếu như không cần lao thì chúng ta không có sửa, không có trao nền đạo được, thì lúc bây giờ cái nền đạo nó sẽ đi xuống. Vì vậy cho nên nhờ ngày xưa Đức Phật cần lao, Đức Phật ròng rã 49 năm văn du thuyết pháp, thì rõ ràng Ngài đâu có sợ cái chữ lao khổ đâu. Cho nên nhờ vậy mà thế gian mới có được đạo Phật. Và từ ở chỗ đạo Phật này, do người sau thêm thấp thì đạo Phật bị lạc, mất đi cái chân truyền. Cho nên hôm nay Đức Thầy đã đời mở đạo, Đức Thầy cũng cần lao. Ta chịu khổ, khổ cho bá tánh, kính thưa đồng đạo. Hay hoặc là phận tớ sát phạm, tớ sẽ dưng cúng dường cho Phật, Phật đành ưng, dầu cho phải chịu ngàn cay đắng, cũng nguyện đạo màu sẽ chẳng hưng. Cho nên hôm nay Đức Thầy chúng ta Ngài chịu khổ, cho nên chính vì Ngài chịu khổ, chịu cảnh lao nhọc, rày đây mai đó bị người Pháp lưu cư từ nơi này đến nơi khác. Nhưng đối với Ngài thì Ngài phải nói rõ rất là mừng. Bởi vì càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Nhờ Đức Thầy chúng ta không nể cái sự cần lao, cho nên cuối cùng thì giờ này cái quả trái mà chúng ta thừa hưởng được một cái mối đạo, phải nói rõ được một cái quyển sám giảng thi văn toàn bộ, được một cái kho tàng pháp bảo như chúng ta trình bày ở cái đoạn trước, ở cái video trước, ở cái số trước, thì kính thưa đồng đạo, cho nên hôm nay trên cái con đường tu hành của mình, nếu đó là việc phải, đó là cái việc làm lợi cho đời, lợi cho đạo, thì chúng ta phải nói rõ là mình đừng có nên sợ đau, sợ khổ. Đừng có nên mà phải nói rõ là nhục chí hùng anh. Chúng ta đừng có nên sợ cực, sợ khổ. Cho nên thì nói đến đây thì có thể nói ở khái niệm giờ này thì mọi đồng đạo chúng ta thì rất là tốt. Anh em trong ban trị sự thì rõ ràng là đây là những người không nể cần lao. Bởi vì mình làm đạo không có lương, quý vị. Bản thân tôi cũng vậy. Rồi các anh em trong ban trị sự cũng vậy, không có lương. Rồi hàng ngày cần phải lo tổ chức, cần phải lo sắp xếp, rồi mọi sự việc khác, thì rõ ràng đây là chúng ta không nể cần lao rồi. Rồi hơn thế nữa, những anh em làm từ thiện xã hội cũng vậy. Thì gần như nơi nào mà có người khổ, có gia đình nghèo, lũ lụt, bão tố, sóng thần, động đất, thì nơi đó đều có bàn tay, khói óc, con tim của người tín đồ Phật giáo hòa hảo, với một cái bầu nhiệt huyết đúng như là Đức Thầy đã dạy, là cả vật chất tinh thần lo đạo. Thì rõ ràng vấn đề này chúng ta đã thực hiện được theo là Đức Thầy khuyên Dương Trần đừng nể cần lao. Và cái quan trọng là cũng ráng sửa, ráng trao nền đạo. Cho nên có cần lao, có nhẫn nại thì chúng ta mới sửa, mới trao nền đạo. Còn giờ này giả sử mình không cần lao, mình không nhẫn nại thì gần như chúng ta không có sửa trao nền đạo, đồng đạo ạ. Mình mỗi đồng đạo mình tự bản thân mình phải trao sửa. Rồi mình từ chỗ trao sửa đó, mình là khuôn mẫu. Và đồng thời nhờ cái sự hy sinh của chúng ta mà đạo chúng ta được phát vương. Phải nói càng ngày càng phát dương lên. Nhờ sự hy sinh chúng ta mà đạo càng ngày càng phát dương lên. Mà giờ này mình thấy rất rõ rồi.
Thì cũng nhờ cái sự khổ nhọc cần cù của anh em làm từ thiện, của quý ban trị sự, quý đồng đạo, mà giờ này nói đạo Phật giáo hòa hảo, thì các giới quần chúng người ta rất là cảm nể. Thì đó là mình cũng đã một phần góp phần sửa trao nền đạo đó, mà Đức Thầy dạy là cũng phải ráng đó, chứ là chúng ta cần phải hơn nữa, cần phải làm nhiều hơn nữa, thì mới thật sự hoàn toàn là chúng ta sửa trao cái nền đạo. Bởi vì hôm nay mình được một cái kho tàng pháp bảo, được một cái nền đạo đức mà Thầy dạy rất rõ là nền đạo đức vị tư bát ngã, ta đừng phân nhân ngã mới hay. Vì vậy cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta trong cái công cuộc trao sửa này, như Thầy dạy cho ông Tham Tán Ngạc, vì vậy cho nên hôm nay trong cái thời cái cuộc trao sửa này, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng, mình phải cố gắng thế nào đó để chúng ta dẹp đi cái thị hiềm, dẹp đi cái bản ngã, dẹp đi ích kỷ. Cho nên cái rốt ráo, cái căn bản nhất mà để làm cho cái nền đạo nó chậm tiến, cái căn bản nhất mà chúng ta khó trao sửa đến thánh thiện giải thoát, thì mỗi đồng đạo chúng ta giờ này nhìn kỹ lại thì hoàn toàn do bản ngã. Cho nên cũng đang sửa, đang trao nền đạo. Theo tôi nghĩ rằng giờ này muốn làm cho đạo phát dương lên để phát triển đồng bộ, thì mỗi đồng đạo chúng ta nên dẹp bản ngã. Cũng vì cái thị hiềm, vì ích kỷ, cái nhỏ mọn, cái cá nhân mà chúng ta làm hỏng luôn cái việc lớn. Cho nếu như trong đạo chúng ta đoàn kết với nhau, dẹp bản ngã hết với nhau để quay về với một, thì mới thực hiện đúng ở cái chỗ này đồng đạo à. Còn nếu như giờ này đồng đạo mình nhìn có một bên nè, bên tôi là tốt đó, bên kia là xấu đó, chúng ta chỉ nhìn vào một góc độ tiêu cực thôi, không nhìn góc độ tích cực. Bởi vì nhân vô thập toàn, đâu ai trọn vẹn đâu. Như tôi nói là nói đầu rồi, mình nhìn nó nhìn cái tốt, tất cả là phương tiện, mỗi người mỗi việc. Cho nên vì cái phương tiện này mà chúng ta phải cố gắng thực hiện cho nó trọn vẹn, mình không có sự phân biệt, thì như vậy mới thực hiện được cũng đáng sửa, đáng trao nền đạo. Và hơn thế nữa, muốn ráng sửa, đáng trao nền đạo thì chúng ta phải có cái tri thức, phải có sự hiểu căn bản về giáo lý. Có hiểu căn bản về giáo lý rồi thì sự trao sửa chúng ta mới theo một cái khuôn khổ nhất định. Và chúng ta phải là những cái người giữ giới, có giữ giới luật rồi thì mình mới thực sự là ráng sửa, đáng trao nền đạo. Còn nếu như giờ này tôi và quý vị giữ cái giới luật mình còn, phải nói rõ là bỏ ngỏ, giới luật chúng ta còn yếu quá, mình còn phạm nhiều cái điều trong giới cấm Đức Thầy dạy quá, thì lúc bây giờ rõ ràng mình là con người phá đạo. Bởi vì con sâu rầm rầu nồi canh, chứ chúng ta có trao sửa gì đâu. Cho nên mỗi đồng đạo của mình, quý vị phải thấy cho được, chúng ta là tế bào trong một cơ thể. Cho nên mỗi cái hành động, mỗi cái lời nói, mỗi cái việc làm tồi tệ, xấu xa, những cái lời việc làm bản ngã của mình thì ảnh hưởng rất lớn đến cái sự phát triển của đạo, ảnh hưởng rất lớn đến thầy, đến đạo. Cho nên chúng ta đừng sống vì mình, mà giờ này mỗi đồng đạo mình phải dẹp bỏ hết cái cá nhân để chúng ta đến cái chung. Mà như là Đức Thầy dạy là đâu đâu bá tánh cũng con lành, Thầy dạy cho đều khắp chúng sanh. Đức Thầy luôn luôn ao ước rằng tất cả chúng ta trở về với một. Khi chúng ta trở về cái một, sống với cái chung của đạo, thì lúc bây giờ mới thực sự nền đạo chúng ta phát triển rực rỡ. Còn nếu như giờ này mình mà sống với một cái góc độ gọi là riêng lẻ, không trở lại cái chung, thì xin thưa rằng đạo chúng ta không phát triển đồng đạo. Cho nên mình phải nhận định cho đúng vấn đề trước khi chúng ta làm điều gì. Mình phải nhìn nhận cái chung của đạo, sự phát triển của đạo, chứ chúng ta đừng vì cái cá nhân của mình rồi mình sẽ làm hỏng mất đi cái sự phát triển của đạo. Thì đó mà thật sự đúng với câu là Thầy dạy ở câu giảng này, đó là cũng ráng sửa, ráng trao nền đạo. Rồi đến câu giảng tiếp theo, Thầy dạy tu đầu tóc không cần phải cạo. Đáng rẽ ra hai cái tám câu giảng này chúng ta phân thành hai cái mệnh đề, quý vị. Nhưng vì hai cái mệnh đề thì nó ngắn quá, nên chúng tôi mới dồn lại là tám câu giảng này vào một cái ý để chúng ta chia sẻ cho nó dài dài một chút. Như vậy thì Đức Thầy dạy thêm là tu đầu tóc không cần phải cạo. Đây là một cái khái niệm mà với một cách nhìn khách quan. Bởi vì lúc bây giờ thì xã hội loài người từ cái thời của Đạo Phật du nhập vào Việt Nam cũng như thế giới, thì những cái người tu thì đều cạo đầu. Và đặc biệt thì hôm nay Đức Thầy dạy tu đầu tóc không cần phải cạo, có nghĩa là tu đó, tóc trên đầu không cần phải cạo. Chứ không phải là Đức Thầy nói dài là chúng ta không có cạo cái búi tóc. Những vị để tóc là khác, Đức Thầy không nói vấn đề để tóc, tức là búi tóc là khác. Còn cái khái niệm ở đây Thầy dạy là tu đầu tóc không cần phải cạo, thì nếu nói về nghĩa từ đó, cái người tu tóc trên đầu không cần phải cạo.
Có nghĩa là Đức Thầy dạy không cần phải cạo, chứ Đức Thầy không phải là cấm cạo. Đây chúng ta nhận định là không cần phải cạo, cũng có thể cạo, cũng có thể là không cạo, chứ không phải là cấm cạo. Cho nên mình cũng phải bàn cho nó vỡ lẽ vấn đề này, để không thôi rồi trong đạo chúng ta lại có những cái vấn đề đang xen với nhau, rồi mình có cái sự nhìn nhận nó không thấu đáo, để rạn nứt ở bên cái tôn giáo bạn của mình. Như vậy thì thế nào gọi là tu đầu tóc cạo? Tức là tu cạo đầu đó, trên đầu không còn có tóc. Thì theo cái hiểu chúng tôi đó, thì ở đây nó có 3 ý. Ý thứ nhất, hôm nay chúng ta tu mà cạo tóc bỏ hết, gọi là phủ tóc, phủ râu đó, phủ luôn chân mày đó, thì theo tôi nghĩ rằng đây là phương tiện. Bởi vì khi một cái người tu mà phủ tóc thì muốn nói cho thiên hạ biết rằng bản thân mình là nhà tu. Đây là những cái vị gọi là ly gia cắt ái, có nghĩa là không có còn trở lại với gia đình, với vợ, với con. Nếu những người đã có vợ con, lúc bây giờ chỉ nương vào chùa chiền, núi non am cốc, thì đây cũng biểu hiện cho một cái vị gọi là ly gia sức là ly gia cắt ái, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, những người tu mà cạo tóc thì những vị này muốn cho mình có một cái ranh giới, tức là cái ranh giới phân biệt giữa cái người xuất gia và cái người tại gia. Nhìn cái hình tướng bên ngoài thì biết ông này là nhà tu rồi, muốn phá ổng, muốn làm gì đó thì mình thấy ổng nhà tu cũng tù nghiệp. Cho nên giữa cái vấn đề cạo tóc và để tóc là để phân biệt cái ranh giới giữa cái người xuất gia và cái người tại gia, cái thường đạo. Và cái thứ ba nữa là gì? Hôm nay khi một vị mà phủi tóc, phủi râu, phủi luôn chân mày, thì để làm chi? Để mình tự nhắc mình. Mình tự nhắc mình, cái hình tướng mình như thế này, mình là nhà tu. Hình tướng bây giờ là không lẽ bây giờ mình đi làm những chuyện hung ác. Bây giờ mình đã phủi tóc rồi, không lẽ mình mở miệng nói chuyện là phạm vào phỏng ngữ sao? Phạm ác khẩu sao? Không lẽ mình có hành động là sát sanh đạo tặc tà dâm sao? Thì không có được, bởi vì đó là phương tiện nhắc nhở. Thì đó là chúng tôi nói ở cái chung, theo cái hiểu của mình, ở góc độ của những cái người đã phủi tóc. Và ở đây Đức Thầy dạy tinh tế hơn. Đức Thầy dạy tu đầu tóc không cần phải cạo, có nghĩa là hôm nay tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo, khi mà chúng ta giác ngộ tu hành, thì mình không cần phủi tóc. Không cần phủi tóc, bởi vì phủi tóc chỉ là phương tiện thôi. Cái mục đích cứu cánh không phải phủi tóc mà đắc đạo, mà cái mục đích cứu cánh là chúng ta quan trọng là trở và lại với tâm hồn của mình ở vấn đề hành đạo. Vì vậy cho nên câu tiếp theo Thầy mới dạy, miễn cho rồi cái đạo làm người. Như vậy thì cái quan trọng câu này thì Đức Thầy cho biết rằng cái quan trọng là cái đạo làm người, chứ không phải cái quan trọng là để tóc hay là phủi tóc. Còn tóc hay không tóc không thành vấn đề, mà vấn đề ở chỗ tu hành vào cái giai đoạn hiện tại. Bởi vì mỗi vị Phật, mỗi vị tổ ra đời mở đạo, thì đồng đạo biết rằng mỗi người thì có một cái, phải nói rõ là đi theo một cái hoàn cảnh, một cái hoàn cảnh hiện tại. Cho nên bây giờ cái hoàn cảnh trước kia thì sao thì mình không quan tâm. Cái quan tâm ngay giờ này thì khi Đức Thầy đời mở đạo, thì cái hoàn cảnh hiện tại, cái hoàn cảnh giờ này, người tín đồ đạo Phật giáo hảo chúng ta thì không cần phải phủi tóc, đầu tóc, trên đầu tóc hơn không cần phải cạo, mà trên đầu để tóc chúng ta vẫn tu bình thường. Bởi vì cái hoàn cảnh ngày giờ này là hoàn cảnh xã hội mới rồi. Cho nên nếu mà đem cái chuyện của 1-2 ngàn năm về trước, đem cái chuyện của vài trăm năm về trước mà đặt để áp đặt xã hội ngày giờ này, thì có cái nó không phù hợp, có cái phù hợp, cũng có cái không phù hợp. Cho nên Đức Thầy chúng ta ngày canh tân, đây cũng là một cái bốc mốc ngoặt canh tân. Bởi vì người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta quy cho cùng, xét cho cạn, thì chúng ta không có hạng xuất gia, mình toàn bộ là tại gia cư sĩ. Kính thưa đồng đạo, cho nên cái quan trọng Thầy dạy chúng ta ở đây là cái đạo làm người. Chỉ cần trên cái lộ trình tu hành, cái nền tảng căn bản chúng ta có được cái đạo làm người. Đạo làm người là nhân đạo, là những cái sự ăn ở, cư xử, đối đãi với nhau trong cái cuộc sống, thì đó là cái đạo làm người. Chỉ cần chúng ta có đạo làm người này thôi, thì bao nhiêu là mình đã có một nền tảng. Và đồng đạo nhớ rằng cái đạo làm người chưa phải là đắc đạo nha. Cái đạo làm người là một cái bước ngoặt thôi, là một cái bệ phóng thôi, là một cái thềm thang, để rồi từ đó chúng ta nhân rộng ra vào cái lộ trình giải thoát. Như vậy thì đạo làm người, chúng ta nói gọn một chút, đây là cách ăn ở cư xử trong đời sống của mỗi con người chúng ta. Chúng ta nếu như có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, thì mình phải làm tròn hết trách nhiệm. Nếu như mình là con thì phải hiếu thảo cha mẹ. Nếu mình là cha mẹ thì phải luôn luôn dạy dỗ con cái, cho nên cho nó học hành đến nơi đến chốn, trở đi con đường thiện lương đạo đức. Nếu mình là người vợ, người chồng, thì
thì phải chung thủy với nhau, là mình phải làm trọn vẹn những cái bổn phận trách nhiệm của người công dân đối đất nước. Cho nên cái nhân đạo ở đây thì xin thưa rằng cũng không ngoài cái hiếu trung hồi nãy. Cái trung hiếu mà chúng ta bàn hồi nãy thì cái đó là cái nền tảng căn bản của nhân đạo đó. Mà ngày xưa thì ngài Đạo Thanh Hòa Thượng giải rất rõ rồi. Dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bắt tu, tiên đạo viễn hỷ. Thì Đức Thầy cũng dạy không khác đồng đạo à. Có nghĩa rằng ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Hôm nay chúng ta làm tròn nhân đạo mới hay. Còn nếu chúng ta chưa làm tròn nhân đạo là không hay, còn dở đó. Cho nên mình muốn bàn cái chuyện xa vời, muốn bàn cái chuyện giải thoát, thì cái quan trọng, cái thềm thang quan trọng nhất trên con đường giải thoát là ở chỗ nhân đạo nè. Chỉ cần nhân đạo chúng ta làm xong đi. Cho nên thì qua hai câu giảng một cặp này đó, tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Thì Đức Thầy muốn nhắc nhở rằng chúng ta sống trong thời kỳ hảo ngôn mạt pháp này, chỉ cần đồng đạo lo tròn cha mẹ nhi thế, chỉ cần đồng đạo chúng ta tu cầu gia đạo vuông tròn, thì bao nhiêu là chúng ta đạt cái yêu cầu đặt ra rồi, đạt được tiêu chuẩn người hiền, đạt được cái nhu cầu đặt ra, chứ không cần chúng ta phải trên đầu mình phải cạo hết tóc trên đầu thì không cần. Đây là phương tiện. Rồi đồng thời bên cạnh đó, rồi giờ này trong đạo chúng ta cũng có một số vị cạo tóc trên đầu, thì theo tôi nghĩ rằng vấn đề này cũng không đến đổi. Bởi vì nếu như hôm nay tôi thấy tôi dở, tôi muốn phủi tóc, cạo tóc trên đầu để tôi giống như nói nôm na là chúng ta tự trói mình đó. Bởi vì khi có xuống tóc rồi thì mình biết mình rồi, ý thức rồi, mình cũng hạn chế giao tiếp nè, mình cũng hạn chế đeo đuổi theo danh lợi. Thì đây là phương tiện. Nếu như đồng đạo nào mà thấy mình yếu, mượn cái phương tiện này để đi đến mục đích giải thoát thì theo tôi nghĩ là tốt. Nhưng mà mục đích chính là đây là phương tiện để giúp cho mình tránh ác, hành thiện, giúp cho mình giữ gìn giới luật, thì đó mà đạt kết quả. Chứ nếu như chúng ta nghĩ rằng lấy cái phương tiện này làm một mục đích cứu cánh là không đạt kết quả. Bởi vì phương tiện là phương tiện, mục đích cứu cánh là trao tâm dưỡng tánh. Mà cái căn bản trong mục đích cứu cánh là ở cái chỗ nhân đạo chúng ta bàn nãy giờ, thì đó là cái đạo làm người đó. Thì mục đích là Đức Thầy dạy ở chỗ này. Và Đức Thầy mới dạy thêm hai câu cuối của tám câu này đó. Miễn cho đòi cái đạo làm người, kể từ nay lỡ khóc lỡ cười vì buồn bực thấy đầy biến chuyển. Thì trong cái phần này mỗi lần tôi trình bày hai câu giảng cho thời gian nó mau một chút, kính thưa quý vị. Như vậy thì tại sao Thầy dạy là kể từ nay lỡ khóc lỡ cười? Lỡ khóc còn gọi là dở khóc, lỡ cười gọi là dở cười. Bởi vì thường thường về cái phương ngữ chúng ta dùng cái từ lỡ khóc lỡ cười, tức là dở khóc lỡ cười á, mà Đức Thầy lại dùng lại là lỡ khóc lỡ cười. Chữ dở khóc dở cười và lỡ khóc lỡ cười thì cái nghĩa không khác. Có nghĩa rằng là muốn khóc khóc cũng không được, muốn cười cười cứ không được, tại sao khóc không được, tại sao cười không được? Bởi vì cái hoàn cảnh nó quá quâm, cái hoàn cảnh nó quá khổ sở. Cho nên khi mà văn chương Việt Nam, khi mà cuộc sống đời thường vì phương ngữ đó, mà người ta dùng cái từ chị ơi chị, thấy chị lúc này là dở khóc dở cười, hoặc là chị ơi chị tôi đang dở khóc dở cười, thì mình đủ biết người này khổ, mà khổ đến nỗi là bí lối đó đồng đạo. Khổ đến nỗi là không có tìm được lối ra mới gọi là dở khóc lỡ cười. Có nghĩa là khổ gần như chúng ta đã khổ triền miên, khổ là không tìm lối thoát đó, người ta mới dùng cái từ dở khóc dở cười. Mà thầy ở đây thì dùng lỡ khóc lỡ cười. Như vậy thì kể từ nay lỡ khóc lỡ cười, tức là kể từ Đức Thầy ra đời mở đạo, kể từ Đức Thầy viết cái quyển Giác Mê Tâm Kệ vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão, thì là kể từ nay. Thì rõ ràng kể từ ngày Đức Thầy ra đời mở đạo thì lúc bây giờ chúng sanh sẽ lỡ khóc lỡ cười. Mà thực tế trong hoàn cảnh lúc bây giờ đã lỡ khóc lỡ cười rồi. Bởi vì trong cái giai đoạn chiến tranh mà, chiến tranh tàn khốc cho loài người tàn bạo gây ra. Như vậy thì chiến tranh đệ nhị thế chiến lần thứ hai xảy ra vào năm 1939, những ngày đầu Đức Thầy khai lập đạo đến năm 1945. Thì trong giai đoạn này rõ ràng là chúng sanh, phải nói rõ là mọi người đúng là dở khóc lỡ cười á. Chiến tranh làm con người đau khổ, giống chúng ta bàn ở đoạn trước. Đây là phải nói cái cảnh lao lung, cái cảnh não nùng mà gần như là chúng ta nói không hết trong đạo à. Vì vậy cho nên chẳng những dừng ở đó, mà Đức Thầy đã giải rất rõ là còn một cuộc kiếm anh giành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi thì nó không hết. Như vậy thì bên cạnh đó Đức Thầy còn dạy thêm nữa rằng đó, phải nói rõ là chẳng những dừng ở đây mà sau này còn nữa, còn khổ hơn nữa. Mà thật sự sau ngày Đức Thầy ra đời mở đạo thì trải dài thời gian những thập niên dài vậy đây, thì chúng ta thấy đúng là lỡ khóc lỡ cười. Mình nói nôm na ngày xưa đâu có bệnh hoạn nhiều như bây giờ quý vị, phải không? Thì mỗi thập niên đi qua thì lại có thêm một căn bệnh lạ, phải dở khóc dở cười không?
hồi đó làm gì có HIV, phải không? Nhưng mà sau này có HIV, hồi xưa làm gì có bệnh ung thư, nhưng mà sau này có ung thư, thì chúng ta nó cướp biết nhiêu con, cái sinh mạng con người. Và gần đây nhất thì đâu có ai nghĩ rằng thế giới này bị một cái con siêu vi nhỏ bé tên là Corona nó hành hạ thế giới này đâu. Thì đây là phải là dở khóc là dở cười không? Thì rõ ràng. Rồi ngày xưa làm gì có động đất, ngày xưa làm gì có sóng thần, ngày xưa làm gì mà có bão tố nhiều như ngày giờ này. Còn ngày giờ này động đất, bão tố, sóng thần thì nó xảy ra liên miên. Con người ta thì bệnh hoạn liên miên, rồi thời tiết thì thay đổi liên miên. Thì chúng ta sẽ bàn những câu giảng tới, mình sẽ bàn rõ hơn vấn đề này. Vì vậy cho nên kể từ nay lỡ khóc lỡ cười vì buồn bực, thấy đời biến chuyển. Đức Thầy buồn bực, chúng ta buồn bực. Mà điều kiện ở tại đây Đức Thầy buồn bực à. Vì buồn bực tức là thấy cái cảnh khổ. Giống như Thầy dạy thấy biển khổ đâu an lòng đặng, xong thiền ra cứu vớt sanh linh. Thì rõ ràng Đức Thầy dùng cái từ biến chuyển. Thì rất rõ quý vị, cái từ biến chuyển này có nghĩa là thay đổi. Biến chuyển là thay đổi, dời qua đổi lại, cái cũ đổi mới, mới đổi cũ. Và đồng thời chữ biến chuyển này không phải là biến chuyển bình thường, mà Đức Thầy dạy ở nhiều chỗ. Trong toàn bộ sấm thi tôi nhớ không lầm Thầy viết từ biến chuyển có 6 lần thôi. Trong đó thì có những lần mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất, việc biến chuyển thiên cơ gắt gấp, phiền chúng sanh hãy ráng tu hành. Hay hoặc Thầy dạy là chữ nhu ta học âm thầm, ai là người trí ráng tầm cho ra, để đến lúc phong ba biến chuyển, cảnh hồng trần tợ biển mênh mông. Hay hoặc là thiên cơ biến chuyển mà Thầy giải rất rõ. Như vậy thì có nhiều chỗ, 6 chỗ Thầy biết cái từ biến chuyển. Cho nên thì chúng ta thấy biến chuyển là một cái sự thay đổi. Thì từ ở chỗ thay đổi mà chúng tôi bàn ở câu hồi nãy, câu trước đó mà Thầy giải rất rõ đó, tức là kể từ nay lỡ khóc lỡ cười. Thì chính vì thiên cơ, chính vì mái trời, chính vì cái sự tạo hóa, giờ này nó thay đổi rồi, nó biến chuyển rồi. Cho nên giờ này chúng ta phải nói Đức Thầy dạy chúng ta phải gấp tu hành. Thì rõ ràng biến chuyển rất là nhiều thứ, kính thưa đồng đạo, nó thay đổi nhiều thứ. Cái cuộc sống con người nó hoàn toàn thay đổi khác xưa quý vị ạ. Ngày xưa làm gì có điện, ngày xưa thì làm gì mà chúng ta phải nói rõ là có tàu chạy trên mây, ngày xưa làm gì mà chúng ta có quạt gió, có máy điều hòa, có tivi, vân vân, có internet. Nhưng mà ngày giờ này nó thay đổi hết rồi, mọi thứ đã hết rồi. Cho nên chính vì cái sự thay đổi đó thì luôn luôn lúc nào nó cũng kèm theo một cái hệ quả của nó. Văn minh chừng nào thì con người càng khó tu chừng đó. Cho nên chúng ta đọc lại những vị tổ ngày xưa thì tu hành nó dễ lắm. Còn ngày giờ này chúng ta bị văn minh cám dỗ, bởi vì đời văn minh vật chất bỏ gương xưa nè, hoặc là đời vật chất văn minh chiều chuộng. Mà Thầy giải rất rõ, chính vì cái thời, cái buổi cuộc đời nó biến chuyển, cho nên nó có những cái sự kiện nó xảy ra chúng ta không có lường trước được quý vị ạ. À. Và đặc biệt cái sự biến chuyển này là gì? Sự biến chuyển này là thay đổi để chuẩn bị lập lại cái đời tân. Cho nên như tôi nói vừa rồi thì những cái sự kiện hàng ngày, quý vị hình dung lại đi, những năm gần đây, những thập niên gần đây thì chúng ta thấy có rất là nhiều sự thay đổi trên cái quả địa cầu hữu hạn, trên cái quả địa cầu nhỏ bé mà chúng ta đang ở đây. Vì vậy cho nên khi mỗi cái sự biến chuyển thay đổi nhiều chừng nào thì bao nhiêu đó, thì chúng ta thấy rằng cái thời buổi nó gần tới. Giống như Thầy dạy là chuông kia treo sợ chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lại dành bướm ong. Thì rõ ràng chúng ta thấy bây giờ này là phải nói rõ là trời giông gió sấy mùa sấy tiết. Thì cái những cái đoạn sau mình đã trình bày vấn đề này thì mình thấy rất rõ là bây giờ biến chuyển rồi. Ngày xưa thì một năm bốn mùa, nhưng mà giờ này đâu có còn bốn mùa nữa. Ổng muốn mưa là mưa, ổng muốn nắng là nắng nào đâu à. Rồi con người ta muốn bệnh là bệnh à. Phải nói rõ ngày xưa làm gì có việc vụ mà bệnh tai biến, cao huyết áp đâu. Còn giờ này đang chạy ngời ngời, đang sống bình thường á, đùng một cái thì chúng ta bán thân bắt thoại, đùng một cái thì bị ung thư, đùng một cái thì bị viêm gan B, C, K, vân vân. Thì rõ ràng đây là cái việc biến chuyển mà cuộc sống nhân loại con người không ai thoát khỏi. Cho nên Đức Thầy mới dạy rõ ràng ở vấn đề này cho chúng ta thấy rõ Đức Thầy đã mách bảo trước đó. Bởi vì sấm thi Đức Thầy là thiên cơ, là cơ trời. Cho nên Đức Thầy nói những cái việc ở tương lai, Đức Thầy nói trước cách đây phải nói rõ là 83 năm. Mà giờ này khi những sự kiện xảy ra thì chúng ta thấy y như là Đức Thầy dạy, không khác. Như vậy thì chúng tôi nói gọn lại, trở lại 8 câu giảng mà Đức Thầy dạy. Tạo làm chi những trung với hiếu, ấy là người bổn phận phải trao. Khuyên Dương Trần đừng nể cần lao,
cũng ráng sửa ráng trao nền đạo. Tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười vì buồn bực thấy đời biến chuyển. Như vậy thì qua 8 câu giảng này, đại ý Đức Thầy muốn nói chúng ta biết rằng, ngay giờ này trung hiếu, còn gọi là cái đạo làm người, là nhân đạo ở đời, là một cái nền tảng căn bản của giáo pháp học Phật tu nhân Đức Thầy. Nói cho đủ là gồm tứ đại trọng ân. Đây là những cái điều mà chúng ta phải cố gắng thực hiện, cố gắng để thực hành trong cuộc đời tu của mình. Đối với tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo, Đức Thầy không chủ trương chúng ta tu tướng, mà Thầy luôn dạy là dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốp bề ngoài chẳng tốt. Hình tướng bên ngoài như thế nào cũng được, để tóc cũng được, không để tóc cũng được, mặc đồ bà ba cũng được, mặc đồ Tây Âu cũng được. Đức Thầy cho phép chúng ta tự do cải sửa, hầu hòa hợp với lương dân và tôn giáo khác. Nhưng mà cái điều quan trọng là mỗi đồng đạo chúng ta phải thực hiện đúng theo một cái khuôn mẫu nhân đạo mà đại để, thì dầu ở phương diện nào thì chúng ta cũng phải cố gắng thực hiện theo cái thềm thang quan trọng là tứ đại trọng ân. Đây là một cái thềm thang quan trọng, nền tảng căn bản trong giáo pháp học Phật tu nhân Đức Thầy. Thì đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa, ngay giờ này Thầy vắng mặt rồi, mọi đồng đạo chúng ta phải góp sức mình trên cái con đường tu hành của mình, để chúng ta trao sửa thế nào đó, để dung quán cái nền đạo Thầy càng ngày càng được phát triển, đúng với câu là phận môn đệ phải lo vun quán. Và đồng thời Đức Thầy dạy chúng ta phải nhìn cuộc đời này, nhìn cõi đời này, nhìn cái sự thay đổi của dịch học, nhìn cái sự thay đổi của âm dương, nhìn cái sự thay đổi của tạo hóa, để chúng ta biết được rằng thời buổi này có những cái sự biến chuyển nó khác xưa rồi. Và cái sự biến chuyển này nó càng nhiều chừng nào, càng khốc liệt chừng nào, càng khổ não chừng nào, thì chúng ta thấy rõ rằng cái ngày Thầy về gần kề. Cho nên qua 8 câu giảng này, ngay giờ này mọi đồng đạo chúng ta phải cố gắng thực hiện đúng lời Đức Thầy, để chúng ta lo tròn nhân đạo, phát triển con đường Phật đạo. Chúng ta vừa tu nhân hành thiện, và đồng thời chúng ta cũng vừa tu Phật, vừa niệm Phật làm lành. Thì tôi tin chắc rằng dầu cõi đời này có biến chuyển như thế nào, dầu thiên cơ biến chuyển như thế nào, nhưng mà mình có tu, có nền tảng căn bản rồi, thì nhất định đến cái ngày cuối cùng, tất cả chúng ta sẽ được tớ Thầy, tôi Chúa cùng nhau gặp, khắp hết thế gian thoát chốn tù, tất cả chúng ta sẽ được Đức Thầy bế bồng, con dạy, hát bài, khải ca. Thì kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chú giải 8 câu giảng tiếp theo của quyển 4. Thì cũng hết sức là kính cảm ơn quý vị đã theo dõi. Thì cuối cùng thì chúng tôi không quên cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng tu hành để theo kịp với một cái sự biến chuyển của tạo hóa, đúng như là Đức Thầy đã dạy, đó là ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.